Năm nay Messi lại được bóng vàng, tiếc cho Lewandowski quá. Anh nhúng quả bóng tặng cho Lewandowski đi anh. Ok. Thứ Lewandowski cần là quả bóng vàng, nên trước tiên mình sẽ sơn màu vàng cho quả bóng này, sau đó nhúng sơn màu đỏ trắng là quốc kỳ của nước Ba Lan, đồng thời cũng là quốc tịch của Lewandowski. Wow, cũng đẹp quá chứ hả? Hy vọng Lê Quang sẽ giữ vững phong độ và đạt được quả bóng vàng trong tương lai. Nhiều bạn nhắn tin hỏi mình tại sao giờ này không thấy anh livestream nữa. Thật ra không phải do mình bận hay lười gì đâu, mà là do sức khỏe của mình mấy hôm nay suy giảm quá. Các bạn biết không, mỗi lần livestream như vậy thì mình phải tương tác nói chuyện với các bạn, mà đeo mặt nạ phòng độc trong lúc nhúng thì đâu có nói chuyện được. Cho nên mình phải cởi mặt nạ ra, và như vậy thì mình vô tình hít phải những hóa chất độc hại trong quá trình nhúng. Một lần hai lần thì không sao, nhưng cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác như vậy thì không tốt cho sức khỏe tí nào. Mấy hôm nay mình ho nhiều lắm các bạn ạ. À, và mình cũng đã test rồi, không phải do Covid. Mình biết các bạn thích coi livestream của mình lắm, để một thời gian nữa coi sức khỏe của mình như thế nào. Mình hứa sẽ trở lại livestream trong thời gian sớm nhất. Còn đây là trái tim thể hiện tình cảm của mình cho các bạn đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Các bạn có biết vì sao biển xanh lại mặn không? Mình cũng không biết nữa, nhưng đó là câu lúc mình còn nhỏ mẹ mình hay nói trước khi quýnh mình. Cứ mỗi lần mình làm sai việc gì bị mẹ mắng và mình trả treo lại thì mẹ mình lại nói: "Mày vô đây, mày vô đây, mày vô đây, tao sẽ cho mày biết vì sao biển xanh lại mặn." Lần đầu nghe câu này á thì mình cũng tò mò hiếu kỳ, cũng muốn biết tại sao biển xanh lại mặn lắm chứ bộ. Nhưng sau lần đầu đó thì mình không còn tò mò hiếu kỳ nữa, và mỗi lần mẹ mình nói câu đó thì mình đều trả treo lại rằng: "Thôi mẹ ơi, con không muốn biết đâu." Nhưng đã đến nước đó rồi, không muốn biết cũng không được. Nói thật ra mẹ mình quýnh mình hoài nhưng mà có giờ nói cho mình biết đâu. Các bạn đã bị ám ảnh bởi một câu nói nào đó của ba mẹ trước khi bị ăn đòn giống mình không?